Chương 4. Điều kiện bảo đảm phòng chống bạo lực gia đình. Điều 42. Kinh phí phòng chống bạo lực gia đình. 1. Nguồn tài chính phòng chống bạo lực gia đình bao gồm: A. Ngân sách nhà nước. B. Nguồn viện trợ, tài trợ, tặng cho, đóng góp, hỗ trợ, ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật. B. Các nguồn tài chính hợp pháp khác. 2. Ngân sách nhà nước cho phòng chống bạo lực gia đình được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan tổ chức chính trị xã hội được giao nhiệm vụ có liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình. 3. Chính phủ quy định chi tiết khoảng 2 điều này và nội dung chi, mức chi hoạt động phòng chống bạo lực gia đình được ngân sách nhà nước bảo đảm hàng năm. Điều 43. Cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình. 1. Cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình là tập hợp thông tin về nội dung quy định tại Điều 46 của luật này. 2 việc quản lý khai thác cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình được thực hiện như sau a cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình được liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu quốc gia khác có liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình b thông tin trong cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp có giá trị pháp lý c cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình là tài sản của nhà nước phải được bảo đảm an ninh, an toàn chặt chẽ, nghiêm cấm mọi hành vi truy cập trái phép, phá hoại, làm sai lệch thông tin cơ sở dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình. D. Tổ chức cá nhân có nhu cầu về thông tin dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình được khai thác sử dụng qua cổng thông tin về phòng chống bạo lực gia đình ở trung ương địa phương. Khi thực hiện khai thác thông tin dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình, phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này Điều 44. Phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình. 1. Người đứng đầu cơ quan tổ chức có trách nhiệm phối hợp với người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình cung cấp để triển khai đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng chống bạo lực gia đình. 2. Việc phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình được thực hiện trên cơ sở chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan tổ chức Bảo đảm chủ động, hiệu quả, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan tổ chức tham gia phối hợp liên ngành. 3. Hoạt động phối hợp liên ngành về phòng chống bạo lực gia đình ở trung ương và địa phương được thực hiện theo quy chế phối hợp liên ngành và quy chế hoạt động của ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp do Thủ tướng Chính phủ quy định. Điều 45. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tham gia phòng chống bạo lực gia đình. 1. Người tham gia phòng chống bạo lực gia đình được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình và kiến thức kỹ năng cần thiết khác có liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình. 2. Thẩm phán, hội thẩm, thư ký tòa án, kiểm sát viên, điều tra viên, công an xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư, chi hội trưởng của các đoàn thể và ban chỉ đạo công tác gia đình được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình bình đẳng giới trong phòng chống bạo lực gia đình